Tất cả các bạn nha, mình đang có mặt đây là gì ạ? Thọ Xuân à? Thọ Xuân. Đây là xã Hạnh Phúc, đây là thị chú. Đây là thị trấn lên thị trấn. Thị trấn rồi. Cách mà chú chiếc xe điện ba bánh Goza về tận Thanh Hóa là cách Hà Nội là 172 cây. Đây là nhà cô chú đây. Chú vừa cho chú đi thử rồi. Nhưng mà trời mưa thì mình không quay được video. Đây mới quay được chú. Xe rất là đẹp, màu đỏ mận luôn. Cô ơi, ở đây mà mình muốn mua nem chua thì mình mua ở đâu? Nem chua đó. Vâng. Trên thị trấn đấy ạ. Nhưng mà nhà nào mà mình biết thì mua nó mới ngon. Mà nó mới sạch sẽ chứ giờ cháu ra quán cho. Ra quán cho mua cháu chả biết nhà nào với nhà nào đâu. Ở đây có không nhỉ? Cháu mua 50 cái. 50. À bố làm cho nó 50 cái nem chua chưa? Ở đây giá khoảng bao tiền cái không nhỉ? Nhà ủa có ăn. Dạ. Mua trẻ ăn. Mua lấy 20 cái là ăn luôn được ấy. Nó còn lại 30 cái để mai kia cũng được. À giữ thì mới dọn bát ra. Vâng vâng. Lấy đúng tặng em này hàng nhé cô. Dạ. Chú ơi, cháu đang để sẵn trên xe là số 1 nha chú nhá. Mình cứ đi số 1 trước cho quen. Như chú vừa lái thế là cháu thấy chú lái được. Mỗi một nấc một số à? Hãy có nổi số chăng được không? Mỗi một nấc một số. Đây đây, chú ra anh bảo này. Đây nhìn thấy 1, 2, 3 chưa? Đấy, nấc 1, 2, 3 là chú nhìn thấy trên tay lái cái số 1, 2, 3 bên này đây. Nó đỏ. Đấy, số 1 là chậm nhất. Số 2 là ở giữa, số 3 là mạnh nhất. Vâng. Đấy thì chú kiểm tra ở trên nấc đấy. Còn nút R là lùi, ấn vào là lùi, còn khi nào đấy. Ấn vào là lùi. Mở ra đấy. Còn khi nào mà chú để trên dốc nhá thì hai bên nó đều có cái hãm phanh như này. Đấy. Chú bóp vào. Đẩy này lên là nó hãm phanh lại là không dắt là chống trôi. Bóp sâu vào. Bóp sâu vào, đẩy này ra. Đấy. Này là nó sẽ chống trôi. Trên đi thì nó hoàn đi luôn rồi. Đây nó có một cái cốp nữa đây nha chú nhá. Đây. Không nữa đây. Nhắc lên. Cứ mở ở trong mở ra kiểm tra trong máy à. Trong đấy là cốp, đây một cái cốp nữa. Ác quy à. Ác quy ở dưới này. Còn trong chú xem cái bộ phận máy à. Đây máy chú cúi xuống đây chú ngó được luôn, chạy cầu visa đây chú cúi xuống chú ngó luôn. Đây, cầu đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, cầu nó dưới này. Còn khi nào mà chú muốn ngồi một người mà có chỗ dựa thoải mái thì chú ấn vào đây đây, bên này là cái kéo này. Nhắc lên này. Đấy, anh Việt nhắc này đấy, được chưa? Đấy, nhắc vào đây. Đẩy nó ra là được. Đấy. Kéo vào. Anh tính mua cho bố hả? Tính anh tính không mua ở ngoài Hà Nội, nó đang đi học ở Đà Nẵng quen. Có gì thì chú alo cháu. Rồi.